Đây là một bộ anime mà tác giả bắp phảo lòi ra. Chàng trai có thể di chuyển giữa hai cổng thế giới và còn có dàn Hazem khủng bên mình. Những vũ khí với chỉ số maximum. Hãy cùng mình đón xem bộ anime này nhé. Nam chính là một thanh niên nặng 2 tấn rưỡi. Chỉ sau một đêm, đã trở thành một soái ca 6 múi khoai to. Còn có hệ thống để giúp cậu thăng cấp. Nam chính tên là Tenjo Iuia. Vào một ngày, khi cậu thấy một cô gái bị đám côn đồ quấy rối, không ngần ngại, cậu nhanh chóng thông báo mình là Linh Seom, đàn em của tài chó điên. Một mình tao chấp hết với ánh mắt ngưỡng mộ của cô gái bọn côn đồ đã chạy khi nghe tiếng còi cảnh sát còn cậu thì nằm một đống sau đó mặc kệ sự đời mà rời đi tự hỏi ông nội sao lại dạy con thành người tốt làm chi cậu biết người ta rất mê chiếc bo của mình từ khi học tiểu học các bạn đã muốn chiêm ngưỡng cha mẹ thì ghét cậu về lù luôn ứ hiểu cha mẹ kiểu gì cấp 2 cũng luôn bị thít đông mỗi ngày chỉ có ông là luôn thương cậu nhưng ông cũng đã qua đời để lại căn nhà và toàn bộ tài sản cho cậu cha mẹ lại đến tranh chấp mới ghê nhưng ông đã thu xếp chu toàn tuổi loèn mà đòi chiếm, khiến họ từ mặt cậu, cay cú và rời đi, vì mưu sinh cậu ấy phải đi làm thêm mỗi ngày. Trong lễ tốt nghiệp cấp 2, cuốn sổ chỉ toàn những từ chửi bới, khi cậu đang vội chạy đi làm, thì bị đám côn đồ giữ lại, dần cho ra bả. Hai đứa em ruột cũng chỉ đứng và ngó cậu bị ăn hành. Khi làm một giấc phê đến chiều, cậu bị đuổi việc vì đã đến trễ. Tối về làm gói mì tôm, nhìn bản thân mình trong gương. Sao mình giống gấu trúc thế? Khi đấm vào gương đau quá, để đỡ đau cậu đấm vào tường. Bất ngờ mở ra một cơ quan một căn phòng chứa đầy những thứ kỳ lạ vì ông cậu rảnh hay đi khắp thế giới để sưu tầm đồ lạ mình éo hiểu sao nó thấy cánh cửa lại kỳ quái hơn là cái cục đang lơ lửng đấy khi nam chính mở cánh cửa ra vừa bước vào thì một bảng thông báo hiện ra trên đó cho cậu biết mình đã làm chủ ngôi nhà chạy ra xem thử lại coi có về được không đây là cánh cửa dẫn đến dị giới cậu có thể đi qua nó và chỉ định người cậu muốn cho vào còn thêm rất nhiều tính năng khác mà mình không rảnh để kể hết khi bảng chỉ số hiện ra đây là một con gà nam chính đúng kiểu ai cũng hấp được nhưng vì khứa này là nam chính nên được buff gấp 10 lần điểm khi lên level. Khi mở cửa sổ ra thì đây đúng là dị giới rồi, tìm thấy mảnh giấy trên bàn, nhưng nhìn éo hiểu gì hết, hên là hệ thống có Google dịch. Sau khi xem xong cậu đã hiểu, do chủ nhân ở đây sắp xuống lỗ rồi, nên ai tìm thấy căn nhà này sẽ toàn quyền sở hữu mà không cần công chứng. Và ngoài cậu ra thì không ai vào đây được, đã bắp chỉ số tiềm năng, mà cho toàn vũ khí cũng mắc chỉ số, không hiểu ý nghĩa của những việc này luôn. Thanh niên này nội việc đi đứng thôi cũng té sấp mặt lần đầu được du lịch sang dị giới khứa nam chính thử hết tất cả các loại vũ khí sau đó liền được bắp bẩn thông thạo mọi loại vũ khí các bạn không thể nào cãi tôi về việc thằng khứa này được bắp bẩn nhé một con quái vật bất ngờ tấn công khiến nam chính ướt con miệng nó quần nhưng nhờ vào tác dụng bất khả xâm phạm của ngôi nhà nên cậu vẫn an toàn level một cầm vũ khí siêu cấp vip rồi ngay lập tức nốt con quái vật kia lên ngay level một trăm mười điểm tiềm năng và con quái vật còn rớt ra trang bị xịn đây không còn là bắp bẩn đây là búp dơ khi cậu tính trở về thì hệ thống thấy nếu có sức mạnh mà không có tiền thì cậu vẫn chỉ là con đỗ nghèo khỉ sau khi bán trang bị thì đập vào mặt cậu 414 triệu Việt Nam đồng vào ban đêm cơ thể cậu bắt đầu biến đổi những cơn la hét dữ dội sáng hôm sau đã thấy thằng éo nào lạ lắm bụng sáu múi đến cả tóc cũng có hiệu ứng thật xin lỗi đến các anh em nam chính phải tập luyện chết miệng dù không có gương nên thằng đù này cũng éo biết mình đã thay đổi như thế nào mình lần nữa xin lỗi anh em dù mình có đần thì cũng biết mình có sáu múi mà éo cần nhìn gương nhé cậu còn được hỗ trợ cả một bộ đồ mặc không bao giờ bẩn. Khi bước ra vườn, có rất nhiều thảo dược, trong đó mình thấy loại ảo chó nhất là cỏ chữa bách bệnh. Dù đứt nữa người hay tứ chi vẫn mọc ra lại được. Tác giả bộ này chắc bú đớ dữ lắm. Bất ngờ có một con sờ lam địa ngục lê vồ hai sĩ tấn công. Thằng khứa này vẫn on sót. Nó rơi ra một đống trang bị và sợ thằng này chưa đủ mạnh. Tác giả còn buff thêm một chiếc vòng cổ xà lơ, tăng điểm chỉ số cho người đeo vào ban đêm. Ba ngày thì bổ sung ma lực liên tục. Bẩn vờ lờ. Sau khi bán trang bị lại có thêm 80 củ diệt nam đồng, cậu liền mang số tiền ít ỏi đó để đo đồng phục. Khứa này chỉ quanh quẩn bên dị giới, ăn những món lạ ở bên này, rảnh rỗi thì tìm tịch ta kiếm pháp tu luyện, xong rồi lại đi cày level, được mấy con quái ngu ngu nộp mạng. Sáng hôm sau là ngày nhập học của cậu, đi đường thì ai cũng nhìn và ngưỡng mộ, mình cũng éo hiểu có gì đặc biệt để làm lố đến thế. Khi hai thằng côn đồ hỏi ra, mới biết cậu là tên Joe Iuia, mày đang lộn xào, hai thằng khứa này chỉ biết tên Jo Iuia là một con lợn thối và lúc đó cậu chạy vào nhà vệ sinh giờ mới bất ngờ về sự thay đổi của mình làm như dị giới éo có gương hay gì cỡ tôi một ngày soi gương 80 lần khi tan học hai đứa em mất dạy và lũ bạn du côn của nó muốn hỏi lịch tập gym như thế nào sao cậu có thể từ hai tấn rưỡi mà trở thành soái ca dù khó trả lời nhưng cậu vẫn hướng dẫn 100 cái hít đất 100 cái gập bụng 100 cái squat và chạy 10 km mỗi ngày tụi nó éo tin kệ miệng tụi mày chứ bất ngờ có một chiếc xe sang xịn mịn dừng lại bước xuống là một cô tiểu thư xinh đẹp ngay lập tức nhận người quen với nam chính Cùng một câu hỏi làm sao cậu giảm cân nhanh thế Cậu liền thật thà cho cô ấy một cái lịch tập luyện cơ bản 100 cái hít đất 100 cái gập bụng 100 cái squat và chạy 10km mỗi ngày Choto Mate Cô là ai vậy? Sau khi giải thích Cậu đã nhận ra là em gái xém bị hấp vào hôm đó Vì muốn cảm ơn người ta Mà con bé này điều tra người ta Điều tra cả gia phả luôn Em muốn mời cậu tham gia vào học viện Âu Xây Em tên là Hojo Kari Nhà mặt phố bố làm to nói nôm na là con của hiệu trưởng học viện âu xây hiệu trưởng đích thân muốn mời cậu đến học viện khi nam chính tự ti thấy mình không đủ tuổi để vào đó thì không hiểu động lực ở đâu ra hai đứa em mất dạy mặt dày muốn cô cho bọn họ vào trong đó học còn khịa cả thằng nam chính thôi hai cô cậu im miệng mồm vào thật ra em cũng đã điều tra hai khứa này biết tất cả hành vi dơ giấy của họ gây ra cho nam chính tự nhiên không được vào học viện âu xây cái ngã quỵ kìa anh em xà lơ ứ chịu được em vẫn kiên quyết mời cho bằng được cậu quản gia cũng muốn cậu đến tham quan trường Carry nhanh chóng nắm tay cậu ấy rời đi, chỉ để lại lũ rác rưởi với bộ mặt cay cú. Đây là ngôi trường siêu cấp Vip rồi. Khi đến phòng hiệu trưởng, ông rất biết ơn, liền cúi đầu để cảm ơn cậu. Ông muốn cậu đến nơi này học, miễn học phí cho thằng đại gia này. Sợ nó kiếm một ngày nhiều tiền hơn ông hiệu trưởng thôi anh em ạ. À. Nhưng hứa này vẫn rất tự ti, nghĩ mình không xứng đáng để học tại đây. Ông nói đạo lý nhiều nhưng thằng này không thông, liền mời một giáo viên đến muốn cậu tham gia thử một ngày học tại đây. Khi vừa vào lớp, cậu giới thiệu bản thân nhưng mặt đứa nào cũng đần ra ai dè đây chỉ là phản ứng thái quá của tụi nó vì cậu đập trai quá tôi thì chỉ mê cô giáo thôi nhé một chỗ mặc định cho mọi nam chính Ngay vàng trong lớp học vị trí ngay tại góc đó chính là bàn cuối cạnh cửa sổ cô muốn cậu xem chung sách với bạn kế bên con bé nhanh chóng kéo bàn lại gần mặt giả vừa lạnh lùng gơ carrie cũng rất lo không biết cậu có hòa hợp được với mọi người hay không công nhận đây là một môi trường học tập cực kỳ tốt cô giáo thì ngon đến giờ nghỉ trưa mấy bạn gái bạn trai đến muốn gạ gẫm cậu nhưng được một thanh niên giải tán, cậu ta là của tôi. Đến căn tin, tất cả các món đều có giá 86k, mà thằng Nam chính kêu rẻ. Éo hiểu rẻ kiểu gì, cậu đã làm quen thêm được nhiều bạn mới, mà mấy đứa trong căn tin này lạ lắm. Ăn thì éo ăn, cứ đè thằng Nam chính ra nhìn. What the fuck mình cũng muốn có hào quang nam chính anh em ạ. À. Đến lúc tan học, khi thấy nơi đây thật sự tuyệt vời, cậu quyết định chấp nhận nhập học tại học viện này, có thể là vì nể mặt Carry trong dàn harem của mình. Vừa ra khỏi cửa đã gặp Carry đang đợi sau đó cả hai đi hẹn hò, ẻm tấn công dồn dập nam chính, cậu liền bịt mồm ẻm bằng cách nhét đồ ăn vô họng ẻm. Khi cậu gọi họ của ẻm mà không gọi bằng tên, ẻm cay lắm, giận hờn đồ, gọi người ta bằng tên đi bố. Sau khi được cậu gọi tên, tự nhiên ẻm đứng lên muốn đút cho cậu ăn, sau đó mới nhận ra đây là hôn gián tiếp, vì được nam chính gọi tên khiến ẻm vui quá, nên ẻm quên mất chuyện này, khứa nam chính cũng đáp trả, rồi tự nhiên nghĩ lại, ủa mình đang làm cái éo gì vậy? ẻm liền ngu gì mà chê, lại quay đến cảnh nhân vật phụ mọi người xung quanh đang ngưỡng mộ hai người bọn họ gặp tôi tôi vã cho vào mồm hôm nay cậu tiếp tục đến dị giới lần này trang bị đầy đủ nhưng vẫn đứng trong nhà đánh ra vì farm mấy con này gà quá nên bị đứng tại cấp 235. cậu quyết định ra ngoài farm mấy con xịn hơn nghe tiếng hét thất thanh cậu chạy đến xem tình hình thì thấy nhiều xác chết và một em gái sắp bị hấp mấy con quái nó giết toàn level 200 300 mà nó gặp con này cũng level 200 thì lại gọi con này là hàng khủng con quái vật tiến tới cậu vì cay cú khi bị phá đám khi cậu đạp nó một cú, cứ tưởng là đã xong, bất ngờ nó từ đằng sau và tới, ăn một đòn liền bay tám thước. Thanh niên cay vì bị quê trước mặt gái, liền lôi hết tất cả vũ khí ra để giết một con creep. Khi đến hỏi thăm, nhưng ẻm bất tỉnh con miệng nó rồi. Có một đoàn người đang tìm kiếm cô ta, sau khi dùng skill tàng hình để quan sát, cậu cũng yên tâm khi đã có người đến để giải cứu. Cậu đang đi đến siêu thị để mua đồ, vì dù đồ không bẩn nhưng mặc hoài một bộ, người khác cũng sẽ nghĩ cậu ở dơ. Áo hồng là một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, tên là Hikaru anh ta đang tức giận vì người mẫu nam đến muộn, khiến cho cả đoàn phải chờ đợi. Anh buộc phải kiếm tạm một người ở trong khu mua sắm này. Nghe là biết dính ông khứa nam chính rồi. Khi cậu đang mua sắm, thì có hai chiếc máy bay lao đến, muốn mời cậu đi mua sắm chung. Sau khi cậu từ chối, hai mẻ vẫn đơ ra trong một lúc lâu. Đến khi cậu xuống thang máy mới thấy hai mẻ tỉnh giấc, nhìn như hai khứa phê đồ. Cậu và Hikaru đã chạm mặt nhau ngay thang máy. Anh ta đến bắt chuyện với cậu. Sau khi kể về lý do, anh liền muốn mời cậu làm mẫu ảnh cậu chụp khá nhiều bức với mẫu nữ vì cậu quá gà nên vẫn không thể tự nhiên được còn chị mẫu nữ thì chuyên nghiệp quá liên tục đụng chạm làm cậu ngại về lù lúc hai quả bom chạm trực tiếp vào cậu cậu khoái chết miệng nhưng giả vờ ngượng vào lúc này bé công túa đang tư tưởng về người đã cứu mình quyết định đi đến lại nơi nguy hiểm đó một lần nữa còn mấy tên kỵ sĩ này đi thì đi không đi thì đi ông kỵ binh trưởng cũng phải bó tay với em này trong giờ nghỉ giải lao cậu tâm sự với chị mưu ngày xưa em mập như con heo không có duyên với thời trang thấy chị Miu giỏi quá, nên em rất ngưỡng mộ. Trong lúc này, một khứa tóc vàng đến gây sự chú ý của công chúng. Đó chính là mẫu nam chính của buổi chụp này. Vừa đến đã gạ gẫm Miu đi chơi, còn giả vờ ngầu nữa chứ. Làm cho Miu rất khó chịu. Nhưng khi cậu biết chị Miu không thích, cậu làm phiền việc gạ gái của hắn. Dù hắn chỉ vô tình trượt chân bởi tấm khăn, nhưng lỡ thì đấm chết miệng thằng này luôn. Ai dè cậu liền cho hắn đo con miệng nó ván. Nam chính nghĩ thằng này gà thật chứ. Đúng rồi, bởi vì người ta đâu có hách như chú tóc vàng cay cú vì mình học boxing mà thua thằng này. Khi bị Hikaru xỉ vả một trận, hắn quê quá liền chạy lại. Hikaru muốn cậu ký hợp đồng để làm mẫu ảnh, nhưng mà cậu từ chối vì hổng có hứng thú. Thù lao cho buổi chụp hôm nay là những bộ quần áo do anh ta lựa. Sau khi vui vẻ tạm biệt nhau, cậu đã nhanh chóng ra về. Họ đang trên đường về. Hikaru vừa nhìn đã biết Miu Chan đã đổ thằng cu nam chính, mặt đỏ chót luôn kìa. Cộng một harem. Vào lúc này bên phía dị giới, bà báo công chúa đã khiến mọi người lâm vào nguy hiểm nhưng chả hiểu sao lúc ẻm gặp nguy hiểm thì ngay lập tức con quái vật bị tiêu diệt bởi nam chính một mình cậu nhất kích tất sát toàn bộ lũ quái vật sau đó cậu liền chữa thương cho mọi người lúc này công chúa đi đến nói với nam chính mình cưới nhau nhé bay bê cái lần gì thế trong công ty star one production mọi người đang tìm kiếm nam chính một người phụ nữ giọng như đàn ông lên tiếng dặn trợ lý săn lùng nam chính muốn chiêu mộ cậu cho bằng được rồi cười như bà điên trời ơi lesia sama ơi bà cố của tôi ơi bà nghĩ cái gì vậy hả sao tự nhiên lại hỏi cưới người ta chưa hiểu gì về người ta cơ mà bà công chúa thích từ cái nhìn đầu tiên cơ đấy trách ông ta làm hộ vệ mà nhiều chuyện quá cậu cũng phải bó tay cậu muốn mời mọi người về nhà mình đù mía cậu sống ở nơi nguy hiểm này à ông ta giới thiệu mình là owen hiệp sĩ đoàn trưởng của vương quốc australia còn cô là công chúa lesia von australia cậu rất bất ngờ khi biết cô ta là công chúa sợ mình bị tống giam vì nói chuyện thoải mái với công chúa xà lơ thật khi cậu giới thiệu tên mình hai khứa liền tụng lại tám chuyện đây là lần đầu họ nghe cái tên lạ như vậy chắc là dân ngoại quốc lý do mẹ đến đây chỉ để gặp lại cậu nên hãy kết hôn với ẻm cảm ơn kiểu éo gì vậy má cậu dứt khoát từ chối vì nghĩ con bé này chắc đầu óc cũng không bình thường vậy thì tạm thời công chúa muốn làm bạn với cậu ông owen muốn cậu đến vương thành vì đức vua muốn đích thân gửi lời cảm ơn cậu cũng cắn răng để đồng ý bên này có một tên đeo mặt nạ muốn ám sát công chúa lesia những kẻ hắn phái đi đều đã chết khi lạc trong đại ma cảnh hắn cay lắm tên này chắc có hận thù gì với ẻm khi đánh dấu lịch hẹn với quốc vương cậu thay đồ và đi học ra đường lại gặp những biểu cảm xà lơ đó tiếp sau khi gặp hiệu trưởng cậu lại đến lớp giới thiệu lại một lần nữa hên là cậu học lớp cô giáo xinh đẹp chứ không là tôi không review nữa và lúc cậu đang xem mọi người đá banh thì một cô gái tên ked đến bắt chuyện với cậu trái banh bị lạc bay đến chỗ ẻm thì thằng này thể hiện vô lê để ghi bàn éo hiểu sao ghi bàn được luôn sau đó bày đặt đến và hỏi cậu có sao không cho đúng kịch bản cộng một harem khứa tóc vàng chạy đến quỳ sấp để xin lỗi nói về độ làm quá trong các anime xin lỗi những bộ khác đều éo đủ tuổi lố một cách khiến tôi éo biết diễn tả như thế nào nữa kết thúc cảnh bằng cách mọi người vẫn nói chuyện rất vui vẻ khi kari đi đến phòng thay đồ nữ vô tình nghe mọi người đang tán dương thằng tổng của mình mình thắc mắc tại sao hai con nhỏ kia lại ôm hai cái gối ôm trước ngực thế che cờ cờ tóc đỏ kể lại mọi quá trình đã diễn ra nhưng kari chả hiểu gì thì được em lạnh lùng gơ giải thích kỹ càng hơn khi hỏi về bạn gái nam chính thì hai con harem này nhảy cẩn lên, nhìn hài dễ sợ. Trong lúc thầy giáo đang giảng bài, khứa này chỉ lo nhìn ra cửa sổ để ngắm gái. Bất ngờ một băng đảng xuất hiện trong trường, thể hiện trình độ bố láo của mình. Trong đó còn có hai đứa em ruột của nam chính, giang hồ mà mặc đồ học sinh. Tác giả làm biếng vẽ hai con nhân vật phụ này nhỉ. Bọn chúng muốn tấn công Kari Cậu muốn giải cứu ẻm, nhưng việc bị bắt nạt đã ăn sâu vào tâm trí, khiến thằng khứa này quéo như trái chuối. Nhưng cậu lấy lại bình tĩnh nhảy từ trên lầu xuống, lập tức phóng đến chỗ tên áo đỏ sau khi thấy một loạt đòn thể hiện và tốc độ của thằng này điều ngạc nhiên chính là éo đứa nào ngạc nhiên về cái sự kỳ lạ của điều này lúc cậu muốn cứu kari một thằng to con lại muốn bước ra ăn đòn không lo cứu con gái người ta mà nam chính lo làm màu trước thằng đại ca của băng vẫn không thấy độ ngu của mình lấy xe muốn lao vào cậu sau đó tông vào bậc thang té sấp mặt còn cả nổ xe nữa chứ sao lại có một bộ anime vừa bắp bẩn mà phản diện lại ngu thế này cơ chứ con người không thể nào ngu như vậy được cảnh sát đến và bắt bọn chúng đi khi thằng em của cậu bị bóp cổ Cảnh sát chỉ biết được cái mặt ra và hóng drama, Chừa sân khấu cho nam chính ra tay. Cậu tới và hất văng hắn ta. Khi hắn vẫn lì, cậu đành phải dùng ha kỳ bá vương, khiến hắn gục ngay lập tức. Sau đó lại là một màn xà lơ tiếp tục diễn ra. Kiểu anh không thể bỏ gia đình được. Rồi hai đứa kia cũng quỳ xuống khóc. Giang Sơn dễ đổi bản tánh khó rời yêu yêu ơi. Hai khứa đó lộn xào đấy. Khi cậu nhận ra mình thể hiện quá bá, nhưng tụi bạn cũng éo quan tâm anh em ạ. À. Bộ này trừ vẽ đẹp ra còn lại xà lơ về lù, nhưng thôi vẫn theo dõi tiếp nhé hi, -hi cậu đã được Owen nhắc nhở về đại ma cảnh này, là nơi nguy hiểm hàng đầu được các quốc gia công nhận. Những con quái vật mà Khứa Nam chính tiêu diệt, có thể đơn giản hủy diệt cả một thành phố, nhưng Owen éo biết, thằng này còn chê mấy con đó cùi quá, đang đi tìm boss để tăng lé vồ này bố ơi. Càng đi sâu vào rừng, thì cậu cũng chỉ thấy mấy con quái gà gà thôi. Owen cứ nói quá, bất ngờ một chú cún con đang bị một con lợn oánh đập, thì ra đây là lợn chúa với lé vồ sáu xị, đam tay 20k. Khi cậu tính bỏ đi vì sợ mình không chơi nổi, lương tâm cắn rứt, vì ban đầu vào đây là để kiếm boss mà phang cơ mà. Chưa gì mà đã ẻ trong quần rồi à. Sau đó mang hết vũ khí ra tính khô máu với con lợn này. Nhưng thằng đù này éo biết thương bá vương mắc chỉ số của nó mạnh cỡ nào. Liền đô nốt con lợn trong một đòn. Còn tự xấu hổ cho việc cậu lao ra hét lên như đúng rồi. Khi thấy chú cún đang gầm gừ mình. Cậu lấy ra nguyên liệu. May mà còn bố láo là tao cho mày vào nồi. Liền khiến chú cún nghe xong bất tỉnh. Tỉnh dậy thì ngoan như chó. Mày có muốn bị thịt không? Cún lắc lắc. Cậu quyết định sẽ nuôi nó. Éo ngờ rằng nó có lé vô 500 luôn, dù level cao nhưng bố láo thì vẫn đang xuất ngay lập tức thôi con ạ. À. Con boss còn rơi ra cái bàn chải cho thằng này chải lông cho chó nữa mới vãi. Khi xem bản thông số thì con gà này vẫn đứng ở level 235, cậu liền mặc kệ. Khi đến lớp cậu đã kể cho mọi người về con chó. Họ phấn khích muốn xem hình thì nhận ra thằng này ứ có điện thoại. Một ngày kiếm mấy trăm củ Việt Nam đồng mà éo có cái điện thoại bà con ạ. À. Khi về thì cậu đã đeo vòng cổ cho con cún. Đây là vòng cổ do KED chọn. Thế là chú cún tội nghiệp đã rơi vào vòng lao lý bị nam chính dắt đi dạo như chó. Trên đường thì gặp cari Cô cũng rất thích bé cún này. Khi khen nó thông minh và dễ thương, Kari éo biết nhân đôi level thằng nam chính lên. Cũng chưa bằng level của con chó. Lần này lòi đâu ra thêm bà Miu xuất hiện tại đây. Sau một lát cậu giới thiệu hai con gậy với nhau. Tôi lại vừa nhìn thấy phản ứng xà lơ của đám nhân vật phụ tiếp. Đề nghị tác giả bớt bú đớ đi. Lố vãi lủ. Khi Kari nghe Miu nói chuyện thân thiết với cậu, Kari ghen lắm. Lố vừa vừa thôi má ơi. Tôi đã mắc cười khi tình huống này lại có một bà già bị cướp cậu sai con chó đi bắt cướp khi Carrie đang gọi cảnh sát bản thân mình bị chó cắn mà thằng này lại cay chạy đến chỗ Carrie và muốn đâm ẻm khi hắn bị cậu hạ gục tôi đã biết con chó có level 500 phế đến mức nào mọi người lại làm lỗ lần nữa Carrie thì cảm ơn cậu đã cứu mình nhé khi giao hắn lại cho cảnh sát cậu và con cún phế vật lại đi farm quái trong rừng con chó này cắn con quái level 200 không gây sát thương mà cắn con level 600 thì chết queo cậu bất ngờ gặp con quái level cao có thể sử dụng ma pháp bé cún cũng éo có cửa so với con này nó có thể sử dụng hai loại ma pháp khác nhau khi bé cún vô tác dụng nhảy lòng vòng cắn con nai này một phát thì thằng nam chính bay vào ks vì sợ mất điểm một ai từng vãi loài nữa lại rơi ra đó chính là bể tắm lộ thiên siêu hào nhoáng khi cậu test thử thì đậu mía có bể tắm thật kìa vì đại gia kiếm trăm củ không thích xài bể công cộng hai cái nhà tắm cũ do ông mình để lại nữa nên quyết định về để tắm trong cái bể bơi di động này tôi biết ý đồ cha tác giả anh em ạ à. 500 harem trong một chiếc bể bơi trong đó có thêm thằng mên mặt loèn cậu gặp một con quái vật có sức phòng thủ cao nhưng nó lại làm tôi lú lẫn vì có thể chặn được đòn của thanh kiếm có thể chém mọi thứ độ logic bắt đầu giảm dần rồi đấy thế thì ngay từ đầu đừng có nổ chỉ số xạo loèn như chém được mọi thứ Pham chết miệng thì lên được 5 level thua cả con chó lên được 10 level một hang động mở ra một cuộc phiêu lưu mới bắt đầu bé cún đã tìm thấy một cuốn sách 10 tỷ phần trăm đây là sách ma pháp anh em ạ à. đây là cuốn sách của người chủ ngôi nhà mà cậu thừa hưởng ông ta đã tu luyện mọi thứ đến cảnh giới cao nhất bước đến cảnh giới của thần một khi đã trở nên bất bại thì sẽ trở nên cô độc khi đang đọc thì bất ngờ giọng nói của ông ta vang lên ông ta muốn cậu phải có thật nhiều bạn để tâm sự với những người đó trong cuốn sách này đúc kết mọi lý luận về ma pháp của ông người ngoài như cậu sẽ không có mạch ma lực nhưng người ở thế giới này sẽ sản sinh ma lực từ tim ông ta sẽ truyền thụ lại mạch ma lực siêu cấp vip rồi của mình cho nam chính tác giả sợ thằng nam chính vẫn còn yếu quá hay gì ấy xài vũ khí ngu quá nên giờ cho xài ma pháp khi cậu nhận được ma pháp cũng là lúc ông ta rời khỏi trần đời này khổ thân chết lâu rồi mà vẫn kẹt ở đây đợi thằng này nên chưa siêu thoát bài học đầu tiên là cảm nhận ma lực ôi dễ vờ lờ chỉ mất có bảy bảy bốn chín ngày thôi ma lực cũng là đồ vip do top một server trò. nhiệm phép bằng cách đặt tên cho ma pháp mấy cha ơi có nghĩa là mình xà lơ ra cái gì thì skill sẽ ra cái đó trời ơi cái bắp bẩn đến mức lười như vậy luôn sau khi test thử đòn bóng nước cái cây chúng đòn éo sao mấy cây sau banh chành hết quốc vương cũng đã nghe owen kể về nam chính khi anh lỡ lời nói về việc công túa muốn kết hôn ông rất tức giận cầm thanh kiếm quẩy tung cả cung điện thì lòi ra ông này là một kẻ cuồng con gái sao ai trong cái vương tộc này cũng lạ đời vậy tội nghiệp owen cậu sắp có một buổi cắm trại ba ngày hai đêm để thích nghi với môi trường mới khi cô giáo chia nhóm ked và tóc vàng phê đồ đã cùng nhóm một em gái mới cũng đến giới thiệu về bản thân khi cả nhóm tính đi mua ba lô cho cậu bất ngờ gặp carrie trên đường đi động huế iuia này bữa mới ra đánh nhau vì em mà giờ tụi này thắc mắc cậu với ẻm quen nhau à? Bớt bú đớ lại tác giả ơi. Carrie đã chọn được cho cậu một chiếc ba lô. Sau đó họ đã đến trung tâm game. Khi một cậu bạn muốn chơi trò gắp quà, nam chính muốn thể hiện một chút. Sau khi hách bằng hệ thống, cậu đã biết nên gắp chỗ nào để lụm tiền. Khi cậu thành công gắp được một món, lại thêm một con gấu bông nữa, thêm một đĩa game, thêm một hộp bút. Sau đó đám con trai thì đi tầng 7 uống cà phê, con gái thì đi lên tầng 13 nơi thời trang nữ, bên trong một góc có một dây điện đang bị dò dỉ mà không ai biết tới hai ông nội không biết uống cà phê bày đặt thể hiện xong rồi khóc lóc bất ngờ trung tâm thông báo có hỏa hoạn ngay tầng 10 khu trung tâm game khi cậu hỏi nhân viên ở đó xem ba người con gái đã xuống chưa nhưng một cuộc điện thoại bất ngờ gọi đến cho biết họ vẫn đang mắc kẹt ở trên cậu nhanh chóng chạy lên để giải cứu vừa học ma pháp đã có chỗ dài cậu bọc nước xung quanh mình phóng xuyên qua ngọn lửa dù đã tìm thấy ba người họ hiện giờ tình huống vẫn rất nguy hiểm mang theo ma lực của top một server mà như cục mức vậy anh em khi cảnh sát và lính cứu hỏa cũng bó tay cậu đành đánh liều khoan xuyên thẳng xuống đất may sao tất cả đã sống sót mọi thứ cũng êm xuôi chỉ bị chú cứu hỏa chửi sấp mặt nhưng bác hiệu trưởng lại nợ thêm một ân tình nữa vừa về nhà cậu không còn cô đơn nữa đã có bé cún lao ra mừng cậu về bên dị giới một con thỏ biết nói chuyện đang bị săn bởi một cô gái con thỏ này là một vị thánh cô gái kia muốn trương mộ con thỏ để cùng tiêu diệt thế giới cô ta cũng đang sở hữu cung thánh và vì cô ta quá nguy hiểm nên bé thỏ cũng đang muốn truyền lại thúc thánh của mình giờ cậu đang muốn dùng ma pháp để đến nơi mình muốn cậu đã thành công dịch chuyển vào trong khu rừng chỉ có những nơi nào đã đến thì mới sử dụng được khi đang đi trong một hang động bất ngờ cậu thấy được hai con creep biến thành kinh nghiệm ngay lập tức kiếm được cả đống ai từng khi ra khỏi động bất ngờ bé cún dẫn cậu đến một nơi nào đó lại có một em gái đang bị hấp tập thể cậu muốn ra tay kiếm harem thì bị con chó ngăn lại sao con lại ngăn papa kiếm rợ cô bé dễ dàng xử đẹp một con to tướng rồi cuối cùng cũng phải ăn đòn ngay lúc nguy cấp, cậu và cún lao ra xử hết đám creep này. Bất chờ xuất hiện 10 tỷ con creep khác. Cậu mang vũ khí hách ra một đòn diệt gọn hết tất cả. Chính là roi ra dùng để dạy dỗ các em gái. Lúc đanh ấm, con bé bất ngờ chống cự nên bị ngã dập đít. Cậu đến đưa cho cô một bình đớ. Sau khi chơi xong cô phê quá nên vết thương đã hồi phục hết. Bé cún vẫn luôn đề phòng bé này. Chắc cũng không tốt lành gì rồi. Ẻm tên là Luna. Đang đi tập luyện thì xém bị hấp. Cậu cũng xà lơ mình cũng đang đi tập luyện. Khi ẻm nói muốn tắm, Thanh niên này lập tức lấy cái bồn tắm lộ thiên của mình để ẻm tắm. ẻm muốn cùng cậu tập luyện trong thời gian tới. sợ ẻm vẫn một mình lang thang trong rừng, nên cậu ngay lập tức đồng ý. ẻm mừng quá nên không mặc đồ lao ra cảm ơn luôn. Ôi trời ơi! Sáng hôm sau dù thịt mấy con creep nhưng cậu vẫn giấu nghề hay sao ấy? Nhìn yếu đuối về lù, biết cậu thiếu kinh nghiệm chiến đấu, Luna cũng dạy cho cậu rất nhiều thứ. Ngày mai cậu không đến được vì còn buổi ngoại khóa, nên hôm nay là ngày cuối. Đến tối khi cậu và bé cún đang dì lát, thì đậu mía câu chuyện đã tiến triển hot hơn bao giờ hết ẻm muốn cả hai tắm cùng nhau khi tính chạy thì bị ẻm níu lại liệu nam chính có mất trinh hay không chúng ta hãy đợi xem ẻm rất biết ơn vì cậu đã giúp ẻm thời gian bên cậu là sướng nhất nam chính được rửa mắt nhưng chúng ta thì éo éo hiểu sương mù kiểu gì vậy là cậu vẫn còn trinh ngày hôm sau khi đang trên xe thanh niên thiếu ngủ trầm trọng liền muốn chập mắt một lát úi trời nhớ về ẻm trong bồn tắm mà còn ngại kìa cậu được gọi dậy khi đã đến nơi cô giáo dặn mọi người thay đồ và cô sẽ giải thích về buổi dã ngoại hôm nay mọi người sẽ phải tự tìm kiếm thức ăn nói thẳng ra thì là dã ngoại sinh tồn nếu lỡ ăn phải đồ ăn trúng độc thì cô giáo điên ở phòng y tế sẽ cứu mọi người phòng y tế của cái cô Iomikawa này nghe hiểm ác về lù khi mấy đứa học sinh nghe thấy sẽ có phần thưởng háo hức háo hức cho lắm vô ai rè nếu làm tốt thì phần thưởng cho cô chủ nhiệm mấy cha ơi mà cái nhà to trà bá này cho giáo viên nghỉ ngơi còn mấy khứa học sinh thì phải cắm trại ở ngoài đúng chuẩn sinh tồn nhỉ sau khi được phân công nam chính và ked sẽ đi câu em xinh xắn đó với khứa làm màu này sẽ đi hái nấm khi đến hồ thì mọi người đã đến từ lúc nào rồi lúc này cậu dẫn ẻm đến một nơi riêng tư muốn bắt bằng tay cần câu con kẹt cần miệng gì cần câu rác bắt hết cá của người ta luôn vào dị giới lúc này luna thật ra chẳng tốt đẹp miệng gì cô là một sát thủ từ lúc còn bé biệt danh là kẻ săn đầu người cô ước mình có thể gặp được iuia sớm hơn nhưng xin vĩnh biệt iuia từ đây đã đến lúc làm nhiệm vụ xin phép quay trở lại với khu mà lớp của nam chính cám trại màn bắt cá hai tay của cậu đã làm ai nấy đều vô cùng kinh ngạc cộng thêm đó nhóm của jin và akira cũng đã hái rau trở về cơ mà nhìn anh bạn tóc vàng trông có hơi bất ổn hóa ra jin đã lợi dụng akira để thử nấm độc và còn dụ cả gấu nữa thế nên cậu trông mới quắn quéo hết cả người lại như thế này tên du nghe vậy thì cũng rất lo lắng cơ mà sau khi khám qua thì cũng không thấy có vấn đề gì ố rể quá đó má ơi việc còn lại của cả nhóm bây giờ là phân loại số rau cũng như nấm ban nãy nhặt được trước khi đưa cho cô sawada kiểm tra nhờ vào hệ thống mà tên du cũng dễ dàng nhận ra nấm nào ăn vào thấy ngon và nấm nào ăn vào thấy các cụ trong khi trở lại cơ sở tên du bất ngờ gặp lại kari cũng có mặt ở đây tiếc là cuộc thi vẫn đang diễn ra thế nên họ không có nhiều thời gian để trò chuyện ai nhìn thấy tên du thân thiết với kari thì cũng ghen tị lắm tại vì ở trường cô được mệnh danh là nữ thần cơ mà gạt tạm chuyện sai trái sang một bên thì cô sawada cũng đã khá bất ngờ khi nhóm của tên du kiếm được nhiều đồ như vậy cô ngoài mặt thì tỏ ra bình tĩnh hài lòng thế thôi chứ cứ thế này thì lớp thắng giải cũng là lớp cô chả mấy mà lại có tiền thưởng để mà tiêu rồi nhưng quan trọng nhất giờ người nấu ăn cho nhóm là ai chắc chắn là tên du chứ còn ai nữa để mấy cậu ấm cô chiêu kia mà nấu thì chỉ có được một cái nồi cám lợn cô sawada có vẻ như cũng hiểu điều này nên rất trông chờ vào bữa mới mà cả nhà nấu quả nhiên tên du cũng không phụ lòng mong đợi của mọi người sau một hồi xào xào nấu nấu thì một mâm cơm thịnh soạn đã được bày ra mọi thứ đều nhìn rất ngon mắt nhưng nhìn thấy chứ chưa chắc đã giòn đâu Ai cũng nghĩ như thế cho đến khi đút thử con cá chiên vào mồm. Cô Wada nãy giờ quá chén giờ cũng xả vào thử. Tất cả mọi người như chết lặng đi. Tại món ăn này ngon đến mức nhức cái nách. Hết nước chấm. Mọi người ai cũng khen lấy khen để. Và ăn rất nhiệt tình. Nhìn thấy mọi người vui vẻ thưởng thức thành quả của mình. Tenju đã rất vui và mãn nguyện. Cô Wada bây giờ uống nhiều rượu với ăn ngon quá. Nên hình như để rớt mất liêm sỉ ở đâu rồi. Cô khen cá của cậu ngon đặc biệt là con cá trà bạc ở trong quần. Rồi sau đó ngay lập tức ngỏ lời muốn Tenju cưới mình nghe thấy câu này thì ai nấy đều mắt chữ o mồm chữ a ơ kìa xin cô hãy giữ lấy tự trọng hóa ra cô chừng này tuổi nhưng mà vẫn ế ăn uống thì lụng thuộm ở thì bừa bãi làm việc thì không có nhiều thời gian nhưng bù lại cô nói mình được cái véo to nếu tên du không chê thì lấy về cô nuôi cậu chỉ mỗi việc nấu ăn cho cô thôi thấy mọi chuyện bắt đầu đi quá xa rồi ai cũng phải nhảy vào can ngăn kể cả thầy giáo ở đó cũng khuyên nhưng mà tầm này cô sawada vã lắm rồi liêm sỉ gì nữa dí mặt tên du vào trong ngực mình rồi ôm chặt lấy cậu bớ người ta ngạt thở ngạt thở bạn bè với mọi người phải can ngăn mãi thì tên du mới thoát ra được cái sự sung sướng ép buộc đấy đúng là không để cho phụ nữ say thì vẫn hơn tên du mãi mới hoàn hồn nhân lúc tất cả đã ngủ say cậu cũng tranh thủ dùng phép dịch chuyển để có thể trở về thăm nai cô cậu cả ngày chưa được ăn gì cũng đói ngay khi thấy tên du về thì nai vui lắm nó ngon lành ăn hết đống đồ ăn cậu chuẩn bị cho chính những hình ảnh giản đơn như vậy lại làm cho tan du hạnh phúc một cách lạ thường tất nhiên là cậu không thể nán lại được lâu mà tiếp tục hành trình quay trở lại cuộc xã ngoại trong nhà tắm đám con trai ai cũng trố mắt ra khi nhìn đến tên du đúng là dù trước hay sau khi thay đổi thì ai cũng trầm trồ về thân hình của tên du chỉ khác bây giờ người ta ngạc nhiên về thân hình sáu múi với cây láp dài thòng lòng ở phía dưới mà thôi đối diện đó là cả ở phòng tắm nữ tuy tên du không ở đó nhưng thế méo nào các chị em hấp dẫn bàn tán về cậu kỳ cục ở chỗ đang nói về ngực KED lại đá sang được chuyện tên du thấy nó mới tài chứa lị thực chất thì mọi người khen cô bạn ngực bự nhưng chắc chắn không bự bằng cô Sawada nên mọi người nghĩ ngay đến sự việc tối qua. Kari nghe thấy cũng có đôi chút giật mình, chả nhẽ tên Du lại thích bồng bưởi, chứ không phải cam quýt như cô. Tạm gác lại chuyện đó, sáng hôm sau, có một vụ việc vô cùng nghiêm trọng đã xảy ra. Lều của tất cả mọi người giống như đã bị ai đó xé nát và lục tung, còn Akira sợ đến chảy cả nước mắt và rất có thể là cả nước ở dưới nữa. Bởi trên mặt đất đang là một dấu chân to đùng, chắc chắn nó không phải là người. Cộng thêm những vết cào xuất hiện ở trên cây. Tenju nhìn khuôn mặt thẫn thờ của Akira thì nhớ đến chuyện hôm qua. Cậu giật mình đoán liệu đây có phải gấu không? Cơ mà tầm 2 giây sau thì không phải đoán nữa, mà là chính xác con mẹ nó luôn. Một con gấu to trà bá tổ chẳng rượt bọn họ chạy té đái. Và không chỉ có nhóm bạn, mà cả lớp bây giờ cũng đã gặp nguy. Mọi thứ dần rơi vào hỗn loạn. May mà các giáo viên đã có mặt kịp thời để đưa bọn họ tới nơi an toàn. Nhưng không may thay, cô Sawada người trong nỗ lực chỉ dẫn cho nhóm của Tenju đã vô tình vấp chân ở lại. Cứ tưởng cô quả này chết mà vẫn còn trinh thì tên du đã dũng cảm quay trở lại dùng tay đỡ cú vồ của con mãnh thú không chỉ vậy cậu còn dùng một đòn vật ngã con gấu ngay trước sự kinh ngạc của mọi người cô sawada mừng lắm đáng ra phải phạt tên du vì cái tội dám tự tiện đánh nhau với gấu nhưng mà vì đã cứu được cô thế nên sẽ thưởng cho cậu hiện tại thì cô vẫn còn độc thân nếu em không chê thì dạ em chê đang trong tình trạng khó xử vừa không biết xử lý vụ này ra sao vừa không biết xử lý con gấu thế nào thì kari đã đến và đem theo đội bảo vệ động vật bố của cô tức là hiệu trưởng đã đồng ý cho nuôi chú gấu ở sau rừng để bảo vệ cơ sở này của trường các bạn đừng lo nếu nó mà tấn công thì chúng ta sẽ có bữa buffet gấu cô nói thế thì con gấu cũng phải toát hết mồ hôi chứ dám ho hay gì và cứ như vậy buổi đi chơi kết thúc thuận lợi với tên du giờ cũng là lúc để cậu trở lại dị giới nhất là khi ngày diễn kiến nhà vua đang tới gần tên du nhanh chóng cùng nai dọn dẹp lũ quái vật ở trong rừng để đảm bảo an toàn cho công chúa với những vũ khí tuyệt phẩm của nhà hiền chiết thì cậu làm nó dễ như ăn kẹo vừa kịp lúc đoàn tùy tùng cũng đã đến Tenju một lần nữa gặp lại Owen người chỉ huy đoàn hiệp sĩ và công chúa Lesia, so về độ không liêm sỉ với cô Sawada thì cũng một chín một tái. Cơ mà Tenju đang định lên xe ngựa thì bất ngờ nai gầm gừ lao đến rồi xô ngã công chúa. Còn về phần Tenju tay cậu cũng nhanh như cắt, dùng kiếm cắt đôi thân cây vừa đổ xuống để đảm bảo an toàn cho mọi người. Hóa ra nai đã lường trước được tình huống đó nên đã nhanh chân cứu được công chúa. Cảm nhận kẻ gây ra chuyện này vẫn chưa rời khỏi đây, Tenju ngay lập tức cùng nai đuổi theo, và thật bất ngờ kẻ làm ra chuyện này lại chính là Luna ngay cả tên du cũng không tin vào mắt mình nhưng trước khi kết luận chuyện gì cậu vẫn xin phép công chúa đưa người này về trị thương để có thể hiểu rõ đầu đít tất nhiên là tên du bảo gì lesia chẳng đồng ý cô ngay lập tức yêu cầu đoàn tùy tùng quay xe và đến ngay khu nhà trong rừng của tên du câu chuyện đến nay tạm thời đã hết cùng Phu sen đợi đến tuần sau để đón xem tập mới nhé xin chào anh em đã quay trở lại với bộ anime bắp bẩn nhất quả đất trong tập 9 này à mà thôi chúng ta cùng vào xem luôn nhé công chúa lesia rất bất ngờ về ma pháp dịch chuyển của nam chính nó thuộc dạng là một ma pháp cấp huyền thoại cô không muốn cậu sử dụng bừa bãi trước mặt người khác vì có khi sẽ dẫn đến chiến tranh để tranh giành cậu lesia đã nhận ra luna đang giả vờ ngủ bây giờ thì lesia và tenju đang muốn biết thêm về hoàn cảnh của cô ấy cô là một đứa trẻ mồ côi phải lang thang trộm cắp để sống sót trong thế giới này nhưng vô tình một người đã cưu mang luna người đó đã dạy cho luna kiến thức và kỹ thuật ám sát và ông ta cũng là một trong những bậc thầy trong lĩnh vực đó lesia ngay lập tức nhận ra đó chính là công hội bóng tối nơi đầy rẫy những thành phần như trộm cắp lừa đảo thuốc cấm và còn cả giết người chỉ cần nhận được ủy thác thì họ sẽ hành động luna cũng là một phần trong hội bóng tối với biệt danh kẻ săn đầu người lesia rất bất ngờ vì đó là biệt danh của một sát thủ vô cùng lão luyện con chó cũng đã biết trước việc này nhưng thằng này dạy gái nên đâu có nghe lời nó vài ngày trước luna nhận được ủy thác yêu cầu phải giết công chúa lesia nhưng nhiệm vụ đã thất bại định mệnh của cô là phải chết nhưng điều đó khiến tên du tức giận vì con ghệ này không để mình trong mắt sát thủ nào dám động đến ghệ anh thì anh cho đăng xuất khỏi dị giới ngay lập tức Lesia cũng bỏ qua cho Luna và muốn Luna làm việc cho mình. Dù gì chuyện ám sát Lesia cũng chỉ có ba người bọn họ biết. Hội bóng tối cũng không dám ra tay khi Luna làm hộ vệ cho công túa. Khi Luna vẫn đang lèm bèm về việc tay mình nhúng chàm rồi bla bla. Lesia tức quá chửi cho một trận mới làm cho Luna nghe lời. Tội nhất vẫn là khứa Owen. Ông cùng với binh lính lúc này thì sắp tụt quần vì bị quái vật rượt trong rừng. Luna bây giờ đã ngoan ngoãn nghe lời Lesia. Còn kể cho Lesia nghe về việc nam chính có cái bồn tắm lộ thiên nữa nghe về một đống công dụng như làm đẹp và gây phê khiến Lesia ghen tị vì chưa được dùng. Lesia và Luna quyết định tắm chung, còn rủ cả ông nam chính mới ghê. Ôi những làm khói ở đâu ra không biết nữa. Nay còn bày đặt làm đọng nước trong ống kính, chấm hỏi, cả hai đang bàn về chuyện ai sẽ là đệ nhất phu nhân và nhị phu nhân, chính thức tuyên chiến với nhau. Giờ Luna vừa là hộ vệ mà vừa là tình địch. Lesia xung phong để làm bữa tối nhưng nhìn cách dùng dao là hiểu rồi đó. Còn nguy hiểm hơn cả mấy con quái vật ở ngoài kia. Xem tí thì đang con miệng nó xuất kiểu gì cũng phải đến tay khứa nam chính nấu một em thì đè ra ôm một em thì đòi được đút ăn xong rồi cậu được cả hai em đút dám chống cự thì bụng hai ẻm bự liền lúc này owen tội nghiệp đang đợi công túa ông ta rất biết ơn vì nai đã cứu công túa khứa lesia đã vô tình khai ra việc luna muốn ám sát mình quân lính liền lập tức chỉa vũ khí về luna họ sẽ không đời nào tin vào một tên sát thủ cả khi nghe việc công chúa và luna ngủ chung tại nhà của nam chính owen cũng mệt mỏi với bà công túa này quá nên thôi cũng không muốn truy cứu nữa lúc này thì nam chính từ chối việc đến vương thành vì cậu còn phải đi học nữa lần nữa owen lại sốc ngu cả người bộ này nếu nói người tội nghiệp nhất thì hạng nhất chắc là dành cho owen rồi sau khi hướng dẫn đường cho nam chính tự đến kinh thành thì họ lập tức rời đi luna khi đang đi thì chạy xuống hun nam chính một cái khiến lesia cay vãi nhái cậu đang đi tắm thì đâu ra có một con lợn ở trong đó tắm ké không cần làm gì cũng thuần phục được con lợn này sau khi giám định xong thì cậu muốn nó dùng thử kỹ năng thì phát hiện ra nó thuộc dạng kỹ năng hồi phục cậu quyết định đặt tên cho nó là akatsuki lúc này nay cầm đến đồng hồ và báo trễ giờ đi học rồi may sao chạy như điên thì cậu mới đến kịp giờ học và cô giáo đang thông báo về hội thi đấu bóng của trường và kết quả của nó ảnh hưởng đến lương thưởng của giáo viên thế nên mấy đứa cố gắng đến chết nhé họ sẽ phải tập luyện tất cả những môn liên quan đến bóng bóng đá bóng chảy bóng đèn bla bla cả lớp được chia ra làm hai đội thể thi đấu và nam chính sẽ làm thủ môn đội của nam chính khá mạnh vì có một cầu thủ xuất sắc còn hai bà nội Jin và KED ở ngoài cùng nhau nghịch díu, khiến cho cả đội mất tập trung khứa tóc vàng sút một cú thì nam chính dễ dàng bắt lấy và ném một cú ném ngu ngốc đến khung thành bên kia nhưng thằng này vẫn chưa nhận ra điều kỳ lạ gì ở đây hết nói chung là anime như con cờ xem thì cũng sàm vờ cờ lờ cảm ơn các bạn đã xem hết tập 9 của anime thằng mập dị giới mong các bạn cùng mình đón chờ những anime khác và tập 10 của cái bộ sàm lờ này bye bye vào một ngày khi nam chính đang đi trên đường đột nhiên anh ta bị một người lạ tiếp cận họ tự xưng là đại diện của một công ty quản lý lần này tôi đến để mời nam chính trở thành một ngôi sao thần tượng xin lỗi nhưng tôi phải từ chối à quyết định của nam chính làm cho cô gái ngạc nhiên và đưa ra dù sao cô ta chưa bao giờ thấy một người trẻ tuổi từ chối cơ hội như vậy tôi xin cô đừng ép buộc quá nhiều khi mưu thu lại chiếc kính vị trí siêu ngôi sao người mẫu của anh ta ngay lập tức bị những người bạn thân nhận ra nhìn nam chính không biết làm thế nào để giải thích trợ lý đưa ra một cuốn tạp chí ngẫu nhiên trên đó chính là bộ sưu tập đặc biệt của nam chính và mưu khi chụp tạp chí lúc này những người bạn thân trực tiếp bị choáng khi nhìn thấy điều này ngay lúc đó một tờ rơi bất ngờ bay từ trên không trung chữ viết cuộc thi kỹ thuật bóng đá gây sự chú ý của cô ta với điều này cô ta có một ý tưởng tốt đó là sử dụng cảnh quay trong tên gọi của cuộc sống học đường để quay nam chính như vậy mọi người đều vui vẻ hoàn toàn không để cho nam chính có cơ hội nói chuyện cô giám đốc kéo theo cấp dưới và đi tìm hiệu trưởng với điều này như không thể làm gì khác cô chỉ có thể cười rồi đi theo sau khi đến buổi tối nam chính lại tiếp tục đến thế giới khác để săn quái vật và lên cấp mặc dù ở đây có những sinh vật ma thuật đã không còn gây ra quá nhiều đe dọa đối với anh ta nhưng sức mạnh của anh ta cũng bị giới hạn vì điều này nam chính buộc phải nhìn vào sâu trong khu rừng cây cối ở đó toàn bộ cứng không tưởng người bình thường không thể gây tổn thương cho chúng điều này khiến nam chính trở nên thận trọng akatsuki từ khi nào ngươi lớn lên đến vậy cuộc tấn công bất ngờ này khiến nam chính hơi mơ hồ nhưng anh ta vẫn từ chối sự trợ giúp của thú cưng sau đó anh ta nhìn vào con lợn hoang bạc các con số kinh khủng đó khiến anh ta cảm thấy dùng mình sau đó nam chính dự định uống thuốc hồi máu nhưng đối với con lợn anh ta không có cơ hội này cuộc tấn công mãnh liệt của nó hoàn toàn làm cho nam chính bất lực anh ta nghĩ rằng cuộc sống của mình sẽ kết thúc ở đây nhưng không ngờ rằng từ sâu trong khu rừng lại truyền đến một tiếng nói giây tiếp theo một sinh vật kỳ lạ đã đẩy lùi con lợn hoang khi ánh sáng tan biến nam chính cuối cùng nhìn rõ tình hình trước mắt thỏ sao đúng là thỏ đấy thỏ có thể nói chuyện biến đi cú đá của thỏ không chỉ đánh bại con lợn hoang thành bụi mờ mà ngay cả các cây tối cứng xung quanh cũng không thoát khỏi điều đó sau đó nam chính sử dụng khảo sát với thỏ có chỉ số năng lực lên tới 500.000 và hàng loạt các danh hiệu. Thật là ảo ma, không biết vì lý do gì. Thỏ mở miệng muốn họ thử đá một vài phát. Ban đầu Nam chính định đồng ý, nhưng không ngờ con lợn đỏ lại nói rằng để nó chơi trước. Xem cỡ nào đây, lờ qua con lợn đỏ buồn bã bên cạnh. Lai ngay lập tức thể hiện dáng vẻ hung dữ của mình. Thỏ ngay lập tức nói rằng nó có tiềm năng. Tiếp theo là Nam chính. Dưới ánh mắt nghiêm túc của thỏ, Nam chính tung cú đá hết sức mạnh. Nhìn thấy cảnh này, thỏ cuối cùng có một nụ cười. Nam chính vẫn rất tài năng sau đó anh ta tự mình trình diễn một lần nữa cú đá sắc bén của anh ta trực tiếp đâm xuyên hàng trăm cái cây cứng và đây chính là kỹ thuật mà nam chính sẽ luyện tập tiếp theo dưới sự giám sát của thỏ cú đá của nam chính nhanh chóng có sức mạnh tiếp theo là thực chiến hoàn toàn không để cho nam chính có cơ hội phản ứng thỏ lại đánh anh ta một cách dứt khoát và hai người đấu từ đêm tới sáng trong thời gian này nam chính cuối cùng hiểu được mục đích của thỏ hóa ra anh ta đã chọn nam chính làm người kế tục và đó cũng là nhiệm vụ mà thỏ mang với danh hiệu kích xanh trên thế giới này có rất nhiều người mang danh hiệu thánh sự xuất hiện của họ tất cả đều để bảo vệ thế giới khỏi tay của tà ta. và cái gọi là tà là sự tồn tại của mọi tiêu cực trên thế gian này nếu nam chính muốn cùng với mỹ nhân giải cứu nhiều sinh mạng trong lúc thế giới đang suy tàn thì trở thành người kế tục thánh là lựa chọn tốt nhất tuy nhiên nam chính đã suy nghĩ và từ chối đề nghị của thỏ nhưng anh ta vẫn muốn trở nên mạnh mẽ hơn thỏ không tức giận về lựa chọn của nam chính anh ta sẽ tiếp tục huấn luyện nam chính nhưng điều kiện là nam chính phải dạy anh ta ma thuật bởi vì rõ ràng các rào cản mạnh mẽ xung quanh ngôi nhà chứng tỏ rằng nam chính là một học giả ma thuật vĩ đại thỏ khiêm tốn yêu cầu được trợ giúp từ nam chính nam chính hoàn toàn không thể tiết lộ rằng rào cản là di sản của một nhà hiền triết vì vậy cuối cùng anh ta cũng trở thành sư phụ của thỏ tạo ra một quan hệ phức tạp giữa sư phụ và đệ tử và như vậy cuộc sống địa ngục của nam chính bắt đầu lần này đối thủ của anh ta là vua lợn bạch kim đó là loài cao cấp của con lợn hoang trước đó mặc dù nam chính nghĩ rằng cuộc chiến trả thù này có vẻ quá sớm nhưng với sự chuẩn bị anh ta vẫn thành công đánh tan vua lợn bạch kim với sức mạnh của vũ khí thần biến vua lợn bạch kim thành bột và điều này cũng là lần đầu tiên nam chính thu được phần thưởng cấp s -K. phía trên nữa thì còn có hạng sss và extra trong khi kẻ thù của họ à là cấp độ cao nhất vào lúc này hệ thống đột ngột nhắc nhở nam chính rằng do đạt đến giới hạn cấp độ anh cần tiến hóa theo giống loài chỉ trong một giây cơ thể nam chính bắt đầu tỏa sáng màu xanh sau khi tiến hóa xong bề ngoài của anh ta đã thay đổi nhưng kỹ năng của anh ta đã tăng lên đáng kể sớm hơn dự kiến Giờ là thời điểm bắt đầu giải đấu bóng. Sự kiện mà nam chính tham gia là bóng bàn và đối thủ của anh ta là một gã đàn ông to lớn với ánh mắt sắc bén. Gã đàn ông này là vô địch bất khả chiến bại của giải quốc gia. Anh ta dựa vào việc đặt chúng vị trí giao bóng chính xác, được người ta gọi là xạ thủ bóng bàn. Pha giao bóng vừa rồi là thế nào? Quá đáng sợ. Vừa rồi chỉ là chào hỏi thôi. Dù cậu ta vượt xa học sinh cấp 3, nhưng so với quái vật trong thế giới khác, thầy, em muốn bỏ cuộc. Có phải đã ghi lại được khoảnh khắc đánh bóng không? Không ghi lại được đã đánh xuyên qua cái bàn rồi lúc nam chính cảm thấy may mắn vì không đánh trúng người két đột nhiên nói vì một người trong đội bóng truyền bị thương nên nam chính cần thay thế tạm thời khi nam chính bước vào phòng tập bóng truyền đồng đội của anh ta tỏ ra hào hứng ngay lập tức nhưng khi trọng tài thổi còi chỉ trong một giây khán đài phát ra một âm thanh to lớn và lúc này người xem xung quanh gần như không thể tin vào mắt mình như là trước mắt họ xuất hiện một cái hố khổng lồ vì tính mạng của chính mình đối thủ của nam chính quyết định từ bỏ liên tiếp xảy ra những tai nạn khiến nam chính cảm thấy thất vọng Kari nhanh chóng nhờ anh tham gia cùng cô trong trận đấu tennis. Lúc nam chính cảm thấy hơi mơ hồ. Người bạn bị thương nhắc nhở anh ta. Cẩn thận với những cú giao bóng. Sau đó, nam chính thấy hai đối thủ tự tin trên khuôn mặt. Nhưng anh ta không tức giận vì điều đó. Chỉ là một cách nói trong lòng. Lần này nhất định phải kiểm soát lực đánh tốt. Làm tôi giật mình. Kari, đừng để ý. Nhờ cậu giao bóng lần hai đó. Xin lỗi, có sao không? Quá kỳ lạ. Tại sao cái vật lại bay ra? Chẳng lẽ là... Nam chính không thực sự ngờ rằng Kari lại là một cục tạ to tướng nhưng điều này cũng không quan trọng dù chỉ có một mình anh ta cũng có thể giành chiến thắng trong trận đấu này nhưng kari rõ ràng không muốn chỉ là một biểu tượng may mắn lần này tôi nhất định cũng sẽ giúp được gì đó trận đấu kết thúc bộ đôi tenju và ho uju chiến thắng có quay được pha đó không quay được rồi đấy rất tốt rất tốt rất rõ ràng rất tốt rất tốt rất tuyệt vời thế là hoàn hảo rồi khi đến lúc tan học nam chính bất ngờ nhìn thấy kari đang đứng chờ ở cửa hóa ra kari biết ơn sự giúp đỡ của nam chính để cảm ơn cô ấy đặc biệt mời nam chính đi shopping. Cảm ơn gì chứ? Chỉ cần có thể ở bên em, anh đã rất hạnh phúc rồi. Và một ngày, nam chính đang cùng vợ học tại nhà. Nhưng Kari bất ngờ cảm thấy buồn đi tiểu. Vì vậy nam chính cũng không nghĩ nhiều. Chỉ đơn giản cho cô ấy tìm nhà vệ sinh một mình. Tuy nhiên, quyết định này đã khiến Kari phát hiện ra. Cánh cửa dẫn đến thế giới khác. Ngay lập tức bí mật lớn nhất của mình đã bị phát hiện. Nam chính quyết định không che giấu nữa. Anh ta yêu cầu Kari với tay ra thử xem. Nhìn thấy đối tác bị một rào cản ngăn cách bên ngoài nam chính giải thích chỉ những người được anh ta cho phép mới có thể đi qua cánh cửa này và thế giới đối diện chính là thế giới kỳ bí sau đó để chứng minh lời của mình nam chính trực tiếp giải phóng ma thuật nước từ tay mình và cảnh tượng kỳ diệu này ngay lập tức làm đảo lộn nhận thức của cô gái chẳng cho anh ta thời gian phản ứng nam chính kéo tay cô và bước vào thế giới khác và khi carrie mở mắt lần nữa cô đã đến trong một khu rừng nhìn cái cây xanh lạ mắt trước mắt cuối cùng carrie đã chấp nhận sự thật là anh chàng dư gia đã xuyên qua thế giới khác sau đó nam chính giới thiệu lại hai con vật cưng của mình. Nhưng khi Kari nghe từ lợn, cô ta bị tức điên lên ngay lập tức. Vào lúc này, Kari bị kinh ngạc trước thanh hệ thống xuất hiện đột ngột trước mắt, nhìn vào con số tăng đến hàng chục. Nam chính cảm thấy hơi khó chấp nhận. Sau tất cả, khi anh ta mới đến đây, tất cả chỉ là số một. Nhưng khi anh ta dần lên cấp độ, anh ta trở nên gầy và có sự phát triển cơ bắp. Vì vậy nam chính luôn cảm thấy mình đang gian lận. Con người thật của anh ta không phải là người được mọi người công nhận. Kari không đánh giá những tình cảm chân thành của nam chính cô chỉ nói rằng muốn xem thêm về thế giới này nghe câu nói này nam chính hơi không thoải mái sau cùng trong khu rừng tồn tại nhiều quái vật nguy hiểm vì vậy anh ta hy vọng có thể sau khi chuẩn bị xong mang kari đi tham quan thế giới này anh phải hứa với em đấy chắc chắn phải có một ngày để anh dẫn em đi tham quan thế giới này nhé anh hứa nhé về chuyện thế giới này mong em giữ bí mật với những người khác ý anh là đây là bí mật giữa chúng ta phải không có thể xem như vậy không vấn đề gì em sẽ không nói với bất kỳ ai cả cảm ơn bởi vì chia sẻ một bí mật đáng ngạc nhiên như vậy. Chúng ta có thể coi là một mối quan hệ đặc biệt phải không? Anh đừng để ý quá, vậy à, phải nói rằng tình yêu làm người ta sợ hãi. Sau khi biết được bí mật của nam chính, Carrie cảm thấy vui mừng. Và lý do thật bất ngờ, cô cảm thấy mình gần gũi hơn với nam chính. Trong khi đó, công chúa cuối cùng đã trở về thủ đô. Khi thấy nam chính không đi theo, vua yêu cầu biết lý do. Luna không che giấu điều này. Cô ta đã công khai công việc sát thủ của mình. Lúc này, vua hoàn toàn bị sốc. Ông ta không cho Luna tiếp tục nói, vua lôi ra kiếm để tiễn cô ta đi. Tuy nhiên, Luna là một thợ săn huyền thoại, cô ta đã nhìn ra từ lâu. Cái kiếm trước mắt này có tính chất vô địch, vì vậy, cô ta đã dùng sợi chỉ điều khiển hành động của vua. Lúc này, công chúa bên cạnh cũng tỉnh lại. Cô ta thẳng thắn nói Luna không phải kẻ ác, cô ta ghét vị quân vương làm những việc như vậy. Tuy nhiên, trước khi công chúa chỉ ra nguyên nhân và hậu quả của sự việc, lúc này, đôi mắt của vua đã mất đi ánh sáng từ lâu. Ông ta im lặng phong Luna làm bảo vệ của công chúa. Sau đó, ngồi trên ghế sofa và buồn rầu trong bí mật. Tuy nhiên, ông ta nhanh chóng không còn mắc kẹt vào vấn đề này nữa, bởi vì chỉ huy của bảo vệ đã lỡ tay và đã tiết lộ việc công chúa qua đêm ở nhà nam chính. Lần này vua không thể chịu đựng được nữa, ông ta đã thể sẽ làm cho nam chính chết ngay tại chỗ. Cắt cái đó cũng có thể là một lựa chọn tốt, trong khi nam chính ở phía khác vẫn không hề biết đến tất cả điều này. Anh đang trên đường đi về thủ đô, trong lúc đó, anh ta đã giết chết một con cừu ngủ. Nhìn vào món chiến lợi phẩm này, chiếc chăn rất nổi bật. Nam chính cũng hơi bối rối một chút, Tuy nhiên, anh ta không quan tâm quá nhiều. Anh ta nhanh chóng phóng ra thị trấn gần nhất từ đây, nhìn các cô gái xinh đẹp với tai thú trước mắt. Cuối cùng nam chính đã có cảm giác thực tế trong thế giới khác. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất lúc này vẫn là tìm cửa hàng thế chấp, bởi vì hiện tại anh ta không có đồng nào trên người. Khi đến cửa hàng thế chấp, nam chính trực tiếp lấy ra hũ tiêu từ thế giới thực. Tuy nhiên, với chủ của cửa hàng là người trong thế giới khác, chưa bao giờ thấy chai pha lê tinh xảo như vậy. Mặc dù ông ta đã kinh doanh trong nhiều năm và đã nhận được đủ loại hàng hóa, nhưng đây là lần đầu ông ta thấy tiêu có chất lượng tốt như vậy. Vì vậy, ông ta không nói một lời và lấy ra 100 đồng vàng. Thấy Nam Chính không hiểu giá trị của đồng vàng, chủ cửa hàng nói với anh rằng trong đất nước này, năm đồng vàng đủ để một gia đình sống cả năm, nghĩa là Nam Chính từ đây không phải lo lắng về tiền nữa. Sau vài ngày đi xa, Nam Chính cuối cùng đã đến thủ đô Sầm Uất. Và nhờ giới thiệu của chỉ huy bảo vệ, anh ta đã tự mắt thấy vị vua của đất nước này. Ngài là người đã cứu Malaysia à? Đúng vậy, ngài là người mà Malaysia đã cầu hôn à? Hả? À? Ngài là, không, người là kẻ lừa dối con gái của chấm ả, à. dù có sự khuyên bảo mạnh mẽ từ chỉ huy bảo vệ, vua vẫn không có ý định tha cho nam chính, kẻ đánh cắp công chúa của ngài. Nhưng may mắn là lời nói của công chúa có tác dụng, vua cuối cùng đã bình tĩnh lại, ông ta trực tiếp hỏi nam chính, tại sao anh không mang theo quà tặng dẫn đường cho công chúa? Nghe câu hỏi này, nam chính biết mình đã mất lễ phép, trong sự hoảng loạn, anh ta thậm chí từ không gian lưu trữ của mình, lấy ra một tấm chăn. Lúc này, tất cả mọi người đều bối rối, chăn, thực sự là tấm chăn. Đúng vậy, đây chính là chăn mạc niệm cực lạc trong truyền thuyết mà ôi anh nam chính thật táo bạo ngươi dám đặt ý định trên tấm chăn đó để con gái ta trải nghiệm thế giới cực lạc trong truyền thuyết hả tôi không hề nói gì như vậy cả kẻ khốn kiếp này dám trêu đùa con gái ta trước mặt ta trêu đùa hồi nào bệ hạ quý nhân không phải người của đất nước này vì vậy anh ta không hiểu phong tục tập quán của chúng ta phong tục tập quán quý nhân ở đất nước này việc tặng một tấm chăn cho người khác biểu thị ý định muốn kết hôn và chung giường chung gối với người đó tôi bị ngu à lúc này dù nam chính giải thích cũng không còn tác dụng vì vậy vua quyết định triệt hạ nam chính nhưng ngay lúc đó đằng sau họ một nhóm người mặc áo đen xuất hiện không biết từ khi nào vua đã sẵn sàng ra lệnh tiêu diệt họ mà không suy nghĩ tuy nhiên người đầu tiên của nhóm người mặc áo đen trực tiếp rút ra một viên pháp cầu từ trong ngực một giây sau phép thuật trong căn phòng biến mất tức thì đó là một lớp phong bế của nhóm người mặc áo đen chuẩn bị kỹ lưỡng lúc này tất cả mọi người trên hiện trường không thể sử dụng phép thuật nữa tuy nhiên nhóm ám sát đã tính toán hàng vạn lần nhưng vẫn không tính được đến nam chính này. Dù không thể sử dụng phép thuật, nam chính với sức khỏe phi thường, chỉ trong hai giây rưỡi, anh ta đã tiêu diệt tất cả những người mặc áo đen. Ngươi là ai? Ngươi là thằng chó nào? Vậy là đã giải quyết xong rồi, không thể ngờ quý nhân lại xuất sắc như vậy. Lẽ ra chúng tôi đã lo lắng. Công chúa Lesia, dư ra, hình như anh mạnh hơn trước thì phải. Vậy à, tôi không nghĩ vậy. Đức vua với ánh nhìn yêu thương chuẩn bị ra tay với nam chính, bỏ mẹ. Ngày hôm đó, sau khi giải quyết xong kẻ ám sát công chúa, những binh lính đã phát hiện ra một sự thật bất ngờ kẻ đứng sau vụ ám sát lại chính là anh trai của công chúa nhìn cánh cửa phòng đóng kín trước mắt trong lúc đó nam chính không biết phải nói gì nhưng không ngờ rằng công chúa lại bước ra như không có chuyện gì xảy ra ngay lập tức cô ấy mời nam chính đi hẹn hò ở thành phố lời mời này khiến nam chính hoàn toàn bối rối tuy nhiên luna đối thủ trong tình yêu không chịu đợi chết cô ta cho biết tình huống hiện tại của công chúa rất nguy hiểm vậy thay vì đi dạo trong thành phố với công chúa cô ta đề nghị dẫn nam chính tham quan vương triều trong thấy cảnh hai cô gái càng tranh cãi càng gay gắt, nam chính chỉ có thể bất lực dẫn họ ra ngoài. Tuy nhiên, cuộc chiến giữa hai cô gái không dừng lại ở đó, cả hai đều ồn ào muốn đi đến nơi mà họ muốn. Mặc dù việc tranh giành này thật sự thú vị, nhưng nam chính nhìn những ánh mắt ngạc nhiên xung quanh, anh ta cảm thấy hơi ngượng ngùng, vì vậy, anh ta quyết định từ chối đề nghị của hai cô gái, quyết định đăng ký một danh tính tại hiệp hội mạo hiểm giả. Khi nam chính nhìn thấy thuộc tính ma thuật trên đơn đăng ký, anh ta bắt đầu nghi ngờ. Sau cùng, anh ta hoàn toàn không hiểu về kiến thức thông thường của thế giới này nếu việc anh ta sở hữu tất cả các thuộc tính ma thuật trở thành chủ đề tranh cãi thì không tốt vì vậy nam chính chỉ đơn giản viết ba thuộc tính còn sức mạnh ma thuật cần ghi lại trên đầu sẽ được đo bằng viên bi ma thuật do hiệp hội cung cấp mặc dù thông tin này có sẵn trên thanh trạng thái của mỗi người nhưng để tránh việc ai đó giảm số liệu phương pháp đo này là cần thiết sau đó luna đưa ra tay trước tiên trên viên bi ma thuật ánh sáng màu vàng bắt đầu lóe lên nhìn luna trông như có chút xấu hổ nam chính không biết kết quả này là tốt hay xấu trong một khoảnh khắc vì vậy anh ta không nghĩ nhiều và đặt tay lên chỉ trong giây lát một âm thanh vang lên đột ngột viên bi ma thuật vững chắc đã nổ thành mảnh vụn lúc này tất cả mọi người tại đó đều trở nên ngương ác tuy nhiên đối với những điều này nam chính chỉ quan tâm liệu anh ta có phải bồi thường cho việc này không sau khi nghe câu trả lời vụng về anh ta đã thở phào nhẹ nhõm tiếp theo là quá trình kiểm tra nhân viên lễ tân bàn đến giờ mới nhận ra nam chính thật sự có thể sử dụng ba loại thuộc tính ma thuật hãy nhớ rằng đó chỉ là những nhân vật biến thái xuất hiện trong chuyện cổ tích nhìn thấy ánh mắt ngưỡng mộ từ các cung nữ nam chính rất may mắn đã không nói sự thật và như vậy nam chính cuối cùng đã có thể định danh nghề mạo hiểm giả sau đó anh ta đến nơi nhận nhiệm vụ nhìn vào số lượng đề xuất trước mắt nam chính không biết bắt đầu từ đâu ngay lúc đó một tiếng nói vang lên phía sau anh ta theo tiếng nói anh nhìn thấy điều hiện ra trước mắt là một nữ pháp sư cực kỳ gợi cảm người phụ nữ không mời mà ôm nam chính vào lòng ngay lập tức tôi cũng là một mạo hiểm giả tự nhiên tôi muốn tiếp cận những người có vẻ mạnh mẽ hơn mới nãy cậu còn rất xuất sắc đã làm vỡ viên bi ma thuật hãy tránh xa khỏi dư gia của tôi tôi không biết cô là ai nhưng cô đã uống quá nhiều tôi là jena hãy cùng nhau nhận nhiệm vụ một ngày nào đó sự xuất hiện đột ngột của jena ngay lập tức kích thích lòng hiếu chiến của công chúa cô ta cãi nhau và muốn trở thành một mạo hiểm giả owen thật sự khó xử với điều đó sau không lâu nam chính đến nơi hái thuốc với sự giúp đỡ của khả năng phân biệt anh ta biết cách hái cây thảo dược một cách thông thạo tuy nhiên khi họ đang vui đùa owen đến gấp gáp và lo lắng chạy tới nguyên nhân là họ đã tìm thấy vị hoàng tử bây giờ họ cần sự giúp đỡ của nam chính nam chính nhanh chóng đến trước một căn nhà bị bỏ hoang khi họ mở cửa một con dao đột ngột tấn công một binh lính ngã xuống đất ngay lập tức nhìn thấy tình hình này nam chính vội vàng chạy vào giúp đỡ nhìn thấy hoàng tử đang giữ con tin nam chính yêu cầu Knight giải thoát con tin do đó hoàng tử rơi vào cuộc vây hãm các binh lính muốn thuyết phục anh ta đầu hàng nhưng vào thời điểm này hoàng tử đã điên cuồng hoàn toàn nhìn thấy các cuộc tấn công của hắn không đe dọa được binh lính anh ta đưa con dao trực tiếp lên cổ mình nhìn thấy tình hình này không ai dám hành động một cách liều lĩnh nhưng nam chính là ngoại lệ anh ta dịch chuyển đến ngay cạnh hoàng tử và dễ dàng né tránh mọi cuộc tấn công đến anh ta cuối cùng khi Knight tấn công từ bóng tối hoàng tử đã thành công từ kẻ biến thái thành kẻ hề khi nam chính nghĩ rằng sự việc đã kết thúc một cô gái bất ngờ xuất hiện từ tường bên cạnh khi hoàng tử nhìn thấy cô ấy anh ta vui sướng không tưởng tuy nhiên cô gái chỉ đơn giản xác định thất bại của hoàng tử và anh ta không thể đạt được mục tiêu tiêu diệt lượng lớn con người vì vậy cô ta quyết định loại bỏ hoàng tử vào thời điểm này khi owen muốn đến giúp đỡ nhưng không ngờ mũi tên từ bên ngoài đột ngột lao tới đẩy anh ta lùi vài mét khi nam chính còn đang băn khoăn về điều này hoàng tử bên cạnh đã sợ tè ra quần từ lâu rồi sau đó cô gái lại nhắm mục tiêu vào những người xung quanh với khả năng kiểm soát vô số mũi tên cô ấy khép kín căn nhà hoàn toàn và do cô ấy có khả năng biết trước các binh lính hoàn toàn không thể phòng vệ hiệu quả nhìn thấy cô gái cuối cùng cũng có ý định giết người nam chính sử dụng ma thuật gió mạnh mẽ thành công tiêu diệt cuộc tấn công của cô gái. Nhìn thấy tình hình này, Owen nhanh chóng cảm ơn nam chính, nhưng không ngờ cô gái lại phản ứng với tên của nam chính. May mắn gặp được sư gia, nhưng đáng tiếc, ngoài dự đoán, từ một sức mạnh mạnh mẽ như vậy, ngay cả tôi cũng phải sử dụng sức mạnh tà ác, nhưng tôi đã tiêu hao quá nhiều năng lượng. Lỗi của trận chiến này, sức mạnh tà ác, không còn cách nào khác, rút lui tạm thời, hẹn gặp lại. Ngươi nghĩ bọn ta sẽ dễ dàng cho cô đi à? Chỉ cần vậy là đủ cô ấy cuối cùng là ai thế ngày nay nam chính đến hiện trường xử sự, sự của hoàng tử cùng với tiếng kêu than thảm thiết những vết thương khủng khiếp trên cơ thể hoàng tử được công bố trước công chúng và đây chính là lý do anh ta dần biến thái hóa ra khi công chúa còn nhỏ cô đã mất kiểm soát ma thuật và tấn công hoàng tử mặc dù đã từng chữa lành những vết thương trên cơ thể anh ta nhưng từ đó hoàng tử trở nên bất thường cơ thể anh ta mọc lên những xúc tu phá hủy không thể kiềm chế được vì vậy anh ta chỉ có thể tự gây thương tích để cưỡng chế những ý nghĩ này mặc dù vua rất muốn giúp đỡ con trai nhưng sức mạnh của ông bị giới hạn cuối cùng ông chỉ có thể giam hắn ta lại hoàng tử từng thân tình và tốt bụng đã xa vào tình cảnh như vậy do đó tâm hồn anh ta cũng dần biến tắc ao ước giết chết em gái ruột của mình cảnh này trước mắt không thể không gợi lại những ký ức đau lòng của nam chính vì vậy khi anh nhìn thấy hoàng tử mong muốn tự tử anh chỉ cần giơ tay lên để cho rằng có việc muốn thử sau đó anh ta lấy ra một lọ thuốc phục hồi từ không gian rồi trực tiếp giải lên cơ thể hoàng tử chỉ trong nháy mắt tiếp theo những vết thương nguy kịch trên cơ thể hoàng tử kỳ diệu mất đi và cảm xúc tàn ác và bạo ngược của anh ta như chưa từng hiện diện lần nào nhìn vào gương mặt điển trai hoàn mỹ trên kính hoàng tử không thể tin vào đôi mắt của mình nhưng anh không biết được rằng loại thuốc phục hồi trong tay nam chính là một món báu vật huyền thoại nhìn anh ta hành động rộng lượng như vậy vua một lúc không biết nói gì tuy có sự giúp đỡ từ nam chính tội ác mà hoàng tử mang trên vai vẫn là thực tế vì vậy anh vẫn không thể tránh khỏi án tử hình trong tình huống này công chúa có điều muốn nói đầu tiên hoàng tử ám sát cô ta vụ việc này cô không truy cứu Thứ hai, người bảo vệ của cô ta, Luna, là thành viên của hội bóng đêm. Vậy nên hoàng tử liên kết với hội bóng đêm, tự nhiên cũng có thể mở một mắt nhắm một mắt. Nhìn vào lúc này, công chúa đã bắt đầu quấy rối và phiền phức. Là một kẻ nô lệ con gái, ông vua này không thể chống lại được. Ngay lập tức quyết định không truy cứu tội ác của hoàng tử. Và như vậy, hành động của công chúa này trực tiếp làm cho hoàng tử khóc nức nở. Có vẻ như mọi chuyện đã đạt đến kết thúc hoàn mỹ. Nhưng điều quan trọng nhất hiện tại là vua sẽ thưởng cho nam chính như thế nào. Tôi có một ý kiến gà con cho ảnh đi cho tôi kết hôn với dư gia có chút tại sao vậy không có phần thưởng nào tốt hơn là kết hôn với tôi đúng không kết hôn với cô mà là phần thưởng cô đang đùa phải không chờ một chút luna ý của cô là gì vậy đúng theo nghĩa đen dư gia đã tặng chăn nệm cho ta đó đó là lỗi của dư gia ý tưởng này không tồi được chúng ta hãy chuyển nhượng trực tiếp tài sản và đất đai ngôi nhà của rega đã bị tịch thu lần này trao trực tiếp cho dư gia và trao cho anh ta danh hiệu quý tộc trong vương quốc hả à, nam chính thật không ngờ anh chỉ đến thủ đô một phòng mà ngay tức khác trở thành một quý tộc trong câu chuyện cổ tích cho đến khi ngày hôm sau đến sau giờ học nam chính vội vã chạy về nhà dù là vợ cả cũng bị anh bơ khi cố nói chuyện với anh và anh vội vàng như vậy chính là vì hoàng tử đã thông báo cho anh thông tin về cô gái tóc trắng sử dụng sức mạnh tả điều này làm nam chính bất ngờ và cảm thấy nguy hiểm đây là cảm giác khẩn cấp mạnh mẽ trong tâm của nam chính tuy nhiên khi nam chính đang tập luyện hết sức để chuẩn bị cho trận chiến sắp tới ngay lúc đó nai phát hiện điều bất thường với sự giúp đỡ cảnh báo của gai nam chính đã thành công né tránh cuộc tấn công đột ngột anh ta hiểu ngay lập tức rằng trận chiến đã bắt đầu nhưng anh ta vẫn cố gắng hỏi tóc trắng tại sao lại tấn công anh trong khi đó tóc trắng chỉ nói rằng nam chính là chướng ngại trên con đường trả thù của cô ta dù nam chính không hiểu rõ cô ta đang nói gì nhưng anh ta quyết định đánh bại đối thủ trước và sau đó mới nói chuyện ngay lúc đó một trận mưa tên sắc bén đã ngắt lời anh ta và tóc trắng đột nhiên xuất hiện phía sau anh ta ở phía hiện thực này carrie đã tìm đến cửa nhà nam chính vì hành động kỳ lạ của anh ta mặc dù không có ai trả lời bên trong căn nhà nhưng cô nhận ra rằng cánh cửa có vẻ không khóa tôi tôi không có ý định làm gì xấu đâu chỉ muốn học cùng nhau thôi carrie đã tìm được lý do cho mình dần dần đến thế giới khác nhìn cánh cổng sân trong mở rộng cô ta không biết liệu có nên đi ra ngoài hay không tuy nhiên tiếng ồn lớn từ rừng thu hút sự chú ý của cô ta cảnh quay chuyển tiếp mũi tên sắc bén của tóc trắng đã tức thì đánh anh chàng nam chính không có cách nào đối phó được nam chính chỉ còn cách dựa vào kỹ năng của mình mới có thể xoay sở để đấu với tóc trắng nhưng mỗi khi anh ta muốn thu hẹp khoảng cách tóc trắng luôn như một người biết trước thoải mái né tránh cuộc chiến như vậy khiến nam chính khá bức bối nhưng anh ta cũng không phải không có cách sau đó anh ta đã sử dụng đòn đá chân thánh giao hợp của mình và tóc trắng rất bất ngờ vì cô ta thực sự bị đá trúng một cái thêm vào sự giúp đỡ của gai cuối cùng nam chính đã hiểu được cảm giác khi dựa vào sức mạnh của một con chó thấy tình hình như vậy tóc trắng quyết định nghiêm túc hơn sau đó cô ta bắn ra một mũi tên gần như xuyên qua toàn bộ khu rừng nam chính dường như không sợ hãi với tình huống này ngược lại anh ta đang cố gắng tiến gần tóc trắng tuy nhiên lúc này một giọng nói quen thuộc bất ngờ vang lên từ bên cạnh theo tiếng nói anh nhìn qua carrie đang kêu thảm thiết sau một tảng đá mặc dù nam chính đã kịp thời che chắn cho cô ta khỏi cuộc tấn công nhưng anh ta cũng bị tóc trắng tìm được điểm yếu hai người chỉ cách nhau một tảng đá lúc này trước mắt nam chính chính là thánh thỏ mạnh mẽ lý do anh ta đến muộn như vậy vì anh điều tra vụ việc về tóc trắng nguyên la tóc trắng là người kế thừa của thánh cung mặc dù thầy của cô ta luôn bảo vệ con người nhưng con người cuối cùng đã phản bội anh ta vì vậy để trả thù cho thầy của mình cô quyết định hủy diệt thế giới này mặc dù nhiệm vụ của thánh là bảo vệ thế giới khỏi tay của ta nhưng tóc trắng thừa hưởng các đòn kỹ thuật của thầy nhưng không thừa hưởng danh hiệu của thánh vì vậy điều này không liên quan đến cô ta khi thấy tóc trắng không chịu tiếp thu thỏ ngay lập tức tham gia vào cuộc chiến với sự giúp đỡ của anh ta chưa đầy vài giây Tóc trắng đã bị đánh bay ra xa. Lần này, cô ta đã hoàn toàn mất khả năng chống lại, nhưng rõ ràng, cô ta không chấp nhận điều đó. Vậy thì tôi sẽ phá hủy tất cả. Nhìn kìa, đó chính là sức mạnh tà, chính là cái đó à, đúng vậy, cô gái đó là ác thần đã có được sức mạnh tà. Hãy biến mất hết đi. Với sự giúp đỡ của sức mạnh tà, tóc trắng trở nên mạnh mẽ hơn. Trong thoáng chốc đã đưa cô ta ngang ngửa với Thỏ, thậm chí cô ta còn chiếm ưu thế. Nhìn thấy tình hình không mấy tốt lúc này, con heo đỏ bên cạnh đã lên tiếng, nó không quay đầu mà chạy về phía trước, sau đó nó sử dụng sức mạnh của thánh địa khi ánh sáng màu xanh đi qua tóc trắng cô ta bất ngờ nhận ra cơ thể của cô đã không còn khả năng sử dụng sức mạnh được nữa nhân cơ hội này nam chính đánh cho tóc trắng bất tỉnh chỉ trong một đòn và thân phận của con heo đỏ cũng không đơn giản nó là một trong số ít những sinh vật có thể đối kháng với tà trên thế giới khi mọi thứ dần kết thúc thỏ cũng không muốn ở lại nữa sau khi giao tóc trắng cho nam chính anh ta nhanh chóng rời khỏi nơi này cô đã tỉnh chưa cung thánh không thầy của cô là người như thế nào cực kỳ dịu dàng với một tình yêu vô điều kiện không thể so sánh khi tóc trắng rơi vào hôn mê cuối cùng kari cũng có cơ hội nói chuyện nhưng không ngờ chỉ sau một giây một con quái vật bất ngờ xuất hiện đằng sau cô ta nam chính không suy nghĩ mà liền ném thần thương em có sợ không đây là cuộc sống hàng ngày của anh lúc này mặc dù đối thủ là quái vật nhưng anh có thể dễ dàng giết chết nó liệu điều đó có đáng sợ không anh đã tăng cấp trong thế giới này nghĩa là anh đã gian lận nhưng dường như anh thực sự không phải là người được mọi người công nhận không có chuyện đó dư gia đã không thay đổi tí nào từ khi cứu em lúc đầu anh vẫn như xưa cảm ơn em thế là hết season một rồi các bạn mong mấy bạn sẽ ủng hộ mình tiếp trong các bộ anime khác nữa nhé